Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, Nga có thể lập vùng đệm bên trong lãnh thổ của Ba Lan hoặc sát biên giới nước này, và thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Số ca nhiễm bệnh Legionellosis hay còn gọi là bệnh Legionnaire tại Séc đã tăng lên đáng kể. Nga có thể lập vùng đệm bên trong lãnh thổ Ba Lan hoặc sát biên giới nước này. Nam sinh Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế. Những khách hàng cũ của ngân hàng Nga Sberbank đã phá sản vẫn đang có cơ hội để nộp đơn xin lại tiền của mình. Hiện vẫn còn gần 2 tỷ korun chưa có chủ sở hữu. Tòa án đã kéo dài thời gian nộp đơn xin lại tiền cho những khách hàng này đến giữa tháng 6. Trong tổng cộng hơn 15.000 khách hàng của ngân hàng Sberbank, ngân hàng đã phá sản. Có khoảng 55% người đã yêu cầu các khoản thanh toán. Trong số đó có vùng Visochina đã yêu cầu thanh toán 2,396 tỷ korun. Thời hạn ban đầu để khách hàng có thể được trả tiền là 15 tháng 4, nhưng sau đó tòa án đã chấp nhận kéo dài thời hạn đến ngày 14 tháng 6. Hiện vẫn có khoảng 45% khách hàng của Sberbank vẫn chưa nhận được khoản tiền của mình. Người quản lý tình trạng vỡ nợ khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra sổ đăng ký vỡ nợ để xem mình có nằm trong số các khách hàng của Sberbank có điều kiện để nhận lại tiền hay không. Komercini Banka chịu trách nhiệm thanh toán cho khách hàng của Sberbank. Hiện ngân hàng vẫn phải trả cho 5.299 người với tổng số tiền là 1,8 tỷ korun. 9.735 người đã được Komercini Banka chi trả với tổng số tiền là 24,6 tỷ korun. Các khách hàng của Sberbank sẽ nhận được tổng cộng khoảng 57 tỷ korun. Nhiều học sinh lớp 9 ở Praha không vào được các trường cấp 3 mà mình mong muốn, và các em phàn nàn rằng hệ thống thi tuyển sinh không công bằng. Một số học sinh có kết quả rất tốt trong kỳ thi tuyển sinh lại không thể vào các trường ở Praha, trong khi ở các vùng khác thì số điểm để được nhận và học chỉ bằng một nửa. Theo các chuyên gia, tài năng của trẻ em có năng khiếu sống ở thủ đô đang bị lãng phí. Cậu học sinh Philip đến từ Praha đạt được 68 điểm trong kỳ thi tuyển sinh. Tuy nhiên, số điểm này là không đủ để nhận vào trường chuyên gymnasium. Trong khi đó, học sinh ở Lovosice lại chỉ cần 33 điểm là đủ, tức là thậm chí không bằng một nửa số điểm mà Philip đạt được. Nhiều học sinh ở Praha không được nhận vào ngôi trường mà mình mong muốn, trong khi với số điểm đó lại có thể dễ dàng vào các trường khác. Chẳng hạn, để nhận được vào trường chuyên gymnasium ở Rosnov Podrasnoyem chỉ cần ít nhất 65 điểm, thì ở Lechnas Sazavo chỉ cần 36 điểm là đủ. Trong năm nay, có tổng cộng khoảng 6.000 thí sinh không được nhận vào các trường cấp 3. 25% học sinh trong số đó là ở Praha. Ở vùng Ustesko, có hơn 97% học sinh được nhận, thì ở Praha con số này chỉ dưới 84%. Theo các nhà phân tích, tình trạng ở Praha đang rất tồi tệ. Điều này quan trọng là nên tăng cường năng lực ở các trường cấp 3, đặc biệt là những nơi có nhiều học sinh muốn theo học, nếu không sẽ rất lãng phí tiềm năng của trẻ em ở thủ đô. Bộ Công Thương Séc đang đề xuất ban hành hóa đơn điện tử và kỹ thuật số thay vì hóa đơn giấy. Trong tương lai, hóa đơn bằng giấy chỉ có thể được cung cấp theo yêu cầu. Tài liệu của Bộ hiện đang trong quá trình lấy ý kiến và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Hiện tại, hình thức hóa đơn điện tử cũng đã được một số cửa hàng tại Séc áp dụng, chẳng hạn như chuỗi siêu thị Albert. Khách hàng có thể rời khỏi cửa hàng với hóa đơn điện tử trên điện thoại, nhờ đó công ty có thể tiết kiệm được hàng chục tới hàng trăm km giấy in hóa đơn. Trong khi đó, vẫn có những khách hàng muốn in hóa đơn giấy để có thể kiểm tra, không chỉ ở trong các cửa hàng thực phẩm mà còn ở các cửa hàng quần áo. Theo các thành viên sáng lập Hiệp hội Hóa đơn Kỹ thuật số Pepe Rafai, hóa đơn bằng giấy sẽ tồn tại lâu dài với người dân Séc. Quá trình thay đổi sang hóa đơn kỹ thuật số sẽ diễn ra rất chậm, nhưng khách hàng sẽ dần dần yêu cầu loại hóa đơn này vì chúng mang lại rất nhiều lợi ích như vừa tiết kiệm giấy vừa tiết kiệm thời gian trong khi chờ hóa đơn được in. Người tiêu dùng có thể lưu trữ hóa đơn trên điện thoại để dễ dàng kiểm tra. Năm nay, số ca nhiễm bệnh Legionellosis hay còn gọi là bệnh Legionnaire tại Séc đã tăng lên đáng kể. Việc này do vi khuẩn Legionella gây ra, đặc biệt là một loài được tìm thấy trong môi trường nước nhiễm bẩn. Đối với nhiều người, căn bệnh này có thể gây tử vong. Kể từ tháng 1 năm nay, ít nhất 152 người đã nhiễm phải căn bệnh này, trong đó 23 người đã tử vong. Theo phát ngôn viên của Viện Y tế Nhà nước Séc, Skiepanka Čechová, số ca mắc bệnh Legionellosis hiện tại gần như tăng gấp đôi so với năm ngoái hoặc năm trước trong cùng kỳ.
Theo bà, số ca mắc bệnh Legionellosis hay còn gọi là bệnh lê dương hiện tại gần như tăng gấp đôi so với năm ngoái hoặc năm trước trong cùng kỳ. Theo bà, có một số nguyên nhân khiến số ca nhiễm bệnh tăng cao, một mặt là do việc chẩn đoán đang được cải thiện, điều này cũng dẫn đến khả năng phát hiện ca bệnh cao hơn, mặt khác là do người dân tiết kiệm năng lượng nên nước không đủ nóng để tiêu diệt vi khuẩn, lượng nước lưu thông trong đường ống thấp và nước ứ động trong đường ống cũng có thể là nguyên nhân gây ra nhiễm bệnh. Các triệu chứng của bệnh lê dương rất khác nhau, bệnh thường bắt đầu bằng những cơn sốt, ớn lạnh, nhức đầu và đau cơ, sau đó là ho khan, không có đờm, đau ngực và có thể phát triển nhanh chóng thành một dạng viêm phổi. Khoảng 25-50% số người nhiễm bệnh bị tiêu chảy và tổng cộng 50% số người có biểu hiện lú lẫn hoặc mê sảng. Thời gian ủ bệnh tức là thời gian từ khi nhiễm bệnh đến khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên, thường là từ 2-10 ngày, trong một số trường hợp có thể lên đến 20 ngày. Mỗi năm, cảnh sát Séc đang phải giải quyết hàng trăm trường hợp người dân không trả lại đồ mà mình tìm thấy. Phần lớn trong số họ đều không biết rằng họ có thể gặp rắc rối nếu giữ lại đồ vật mà theo luật thì họ phải trả lại. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ có thể sẽ phải ngồi tù. Một trong những trường hợp như vậy đã xảy ra với một người phụ nữ đến từ Kladno. Một người đàn ông đã vô tình làm rơi một hộp màu hồng từ quần áo nhưng không nhận ra và tiếp tục bước đi. Ngay lúc đó, người phụ nữ xuất hiện cùng với chiếc xe đẩy. Ban đầu, người phụ nữ đi ngang qua nhưng sau đó cô lại quay lại, cầm lấy chiếc hộp và rời đi. Cảnh sát đã tìm kiếm người phụ nữ trong 2 tuần. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, người phụ nữ này đã tự trình báo cảnh sát sau khi truyền thông đưa tin. Cô cũng mang theo tiền, trong đó chỉ thiếu một lượng nhỏ. Sau tất cả các hành động cần thiết, cảnh sát đã thông báo cho cô về nghi ngờ phạm tội che giấu việc phát hiện. Nếu bị kết án, người phụ nữ phải đối mặt với án tù 1 năm. Trước năm 2019, cảnh sát xử lý hơn 2.000 trường hợp tương tự mỗi năm. Vào thời gian xảy ra đại dịch COVID, do các biện pháp hạn chế khiến người dân ít ra khỏi nhà, nên số lượng thống kê giảm mạnh. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, con số đã tăng trở lại. Nhưng theo cảnh sát, số trường hợp vi phạm sẽ không đạt mức 2.000 vụ mỗi năm nhờ vào những thay đổi trong xã hội, chẳng hạn như một số người không mang theo ví mà thanh toán bằng đồng hồ hoặc điện thoại. Sân phiêu vàng chúng ngay sẽ sang. Tam Đa Promo đã quay trở lại. Xe tinh chính, một xế hộp đời mới, Mercedes GLS 400D Formatic. Xe thường phụ, 3 máy tính MacBook Pro. 10 tuần bốc thăm, mỗi tuần một iPhone 15 Pro Max đời mới. Cùng nhiều giải thưởng tuần hấp dẫn khác. Nhận ngay cơ hội tham gia khi mua hàng với hóa đơn trên 5.000 krun tại chuỗi siêu thị Tam Đa Foods. Hoặc với mỗi đơn hàng trên 6.000 krun qua dịch vụ Tam Đa Express, khách hàng sẽ nhận được một phiếu tham gia bốc thăm. Phần dành cho khách hàng màu đỏ, phần tham gia bốc thăm màu xanh. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 với chuỗi siêu thị Tam Đa Foods và từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 2024 với dịch vụ Tam Đa Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdafoods.eu/promo2024. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, mới đây đã đề cập khả năng tạo ra một vùng đệm an toàn sát biên giới Ba Lan hoặc thậm chí nằm cả bên trong lãnh thổ của Ba Lan. Theo Nga, mục đích của vùng đệm tại Ba Lan là để ngăn ngừa các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Hôm 17 tháng 5, Ukraine đã sử dụng UAV tấn công ồ ạt vào kho nhiên liệu, cơ sở dầu và một trạm điện ở tây nam nước Nga và ở Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, họ đã chặn được hơn 100 UAV của đối phương tấn công vào đêm 16 tháng 5. Hôm 17 tháng 5, Tổng thống Putin cho biết mục đích của Moscow trong chiến dịch ở đông bắc Ukraine là tạo ra vùng đệm để bảo vệ công dân Nga khỏi các cuộc tấn công từ phía biên giới. Phát biểu trong thời gian thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin quy trách nhiệm cho Ukraine về việc pháo kích không ngừng vào các khu vực có dân cư dọc theo biên giới hai nước, bao gồm cả thành phố Belgorod. Ông Putin cũng phủ nhận Nga có kế hoạch đánh chiếm Kharkov vào lúc này. Nếu Nga đưa quân vào Ba Lan, một thành viên của NATO, thì điều đó có rủi ro gây chiến tranh với 32 quốc gia thành viên của NATO, dựa trên điều 5 của khối hiệp ước này. Vào ngày 17 tháng 5, Hội đồng châu Âu đã thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến các quy định quản lý về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Trong một tuyên bố, EC cho biết công ước khung về AI đặt ra khung pháp lý đối với tất cả các giai đoạn trong quá trình phát triển,
và sử dụng hệ thống AI, đồng thời giải quyết những rủi ro tiềm ẩn của AI và thúc đẩy sự đổi mới công nghệ một cách có trách nhiệm. Tuyên bố nhấn mạnh rằng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng có thể gia nhập hiệp ước này. Hiệp ước nói trên đã được thông qua tại hội nghị thường niên của Ủy ban Bộ trưởng EC với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên. Theo EC, hiệp ước này yêu cầu các bên đảm bảo rằng hệ thống AI không được sử dụng để làm suy yếu các thể chế. Các yêu cầu về tính minh bạch và giám sát sẽ bao gồm các việc xác định nội dung do AI tạo ra cho người dùng. Công ước này là kết quả 2 năm làm việc của một cơ quan liên chính phủ, quy tụ 46 quốc gia thành viên của EC, EU và 11 quốc gia không phải thành viên EU, trong đó có Mỹ, cũng như đại diện của giới học giả. Dự kiến công ước khung về AI sẽ được ký kết tại một hội nghị của các bộ trưởng tư pháp EU ở thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 9. Brazil vừa chính thức được trao quyền đăng cai FIFA Women's World Cup năm 2027. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh được tổ chức ở Nam Mỹ. Brazil đã vượt qua 3 quốc gia bao gồm Bỉ, Đức và Hà Lan để giành quyền đăng cai vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2027. Brazil đã trở thành quốc gia chủ nhà thứ 8 của World Cup nữ 2027 sau Trung Quốc, Thụy Điển, Mỹ, Đức, Canada, Pháp, Australia và New Zealand. Quốc gia này kỳ vọng sẽ tiếp nối những thành công tại mùa giải 2023 do Australia và New Zealand đồng tổ chức, cũng như đẩy mạnh hơn nữa bộ môn thể thao này ở Nam Mỹ, nơi có tiềm năng về hoạt động này. Brazil đã vượt qua 3 quốc gia bao gồm Bỉ, Đức và Hà Lan để giành quyền đăng cai vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2027. Theo thông tin mới nhất, Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa bị ám sát, hiện đang trong quá trình phục hồi sau khi bị trúng nhiều phát đạn vào bụng. Vụ ám sát chấn động này cùng với một loạt vụ việc diễn ra gần đây ở các nước châu Âu tiếp tục đặt ra bài toán về cách bảo vệ các chính trị gia trong bối cảnh sự chia rẽ về mặt chính trị đang gia tăng tại châu lục này. Làm sao để ngăn chặn tình trạng ám sát chính trị gia là một câu hỏi mà hãng tin CNN đặt ra và đang đi tìm câu trả lời. Slovakia không phải là nước duy nhất ở châu Âu chứng kiến sự chia rẽ về mặt chính trị. Chính trường châu Âu đã chia rẽ gay gắt trong thập niên qua. Bộ phận theo xu hướng cực hữu và chủ nghĩa dân túy cực đoan ngày càng gia tăng, ảnh hưởng cả ở các nước và cấp độ châu lục. Trong khi đó, sự chia rẽ chính trị, xung đột quan điểm về các vấn đề quốc tế, mức độ nhập cư cao và nền kinh tế đang gặp khó khăn khiến các chính trị gia tại châu Âu ngày càng có nhiều quan điểm đối lập nhau. Theo CNN, chính sự đối lập về mặt quan điểm này khiến các chính trị gia đặc biệt dễ bị tấn công bạo lực. Tiếp xúc với người dân là việc làm cần thiết với các chính trị gia để tăng kết nối và được ủng hộ. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với đám đông đồng nghĩa với việc các chính trị gia phải chấp nhận rủi ro có thể bị tấn công. Để giảm thiểu rủi ro này, thông thường sẽ có hai cách. Một là các chính trị gia nên hạn chế tiếp xúc với người dân. Hai là các nhân viên tình báo cần làm việc tốt hơn để thu thập thông tin và ngăn các trường hợp như vụ Thủ tướng Slovakia bị ám sát vừa qua. Tuy nhiên, cả hai cách đều có nhược điểm. Cách thứ nhất có thể có nguy cơ khiến người dân xa lánh các nhà lãnh đạo. Cách thứ hai đòi hỏi phải tăng cường đầu tư các hoạt động tình báo, an ninh và kết quả thì sẽ không chắc chắn thành công. CNN đã chỉ ra cách thứ ba, đó là giảm sự chia rẽ chính trị trong nước. Song chắc chắn quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng san hô tẩy trắng hàng loạt đang lan rộng và trở nên nghiêm trọng hơn trên khắp thế giới. Đây là mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái đại dương và cuộc sống của con người. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, kể từ tháng 2 năm 2023, hiện tượng san hô tẩy trắng đã được ghi nhận tại 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 9 quốc gia so với cảnh báo hồi tháng 4. Nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Nước biển ấm lên đã khiến san hô đẩy tảo sống trong mô ra ngoài. Quá trình này khiến màu sắc rực rỡ của san hô biến mất, chỉ còn lại duy nhất màu trắng. San hô là hệ sinh thái quan trọng, cung cấp nơi sinh sống và thức ăn cho 25% các loài sinh vật biển. San hô bị tẩy trắng dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của các đại dương mà còn đe dọa sinh kế của người dân, an ninh lương thực và các nền kinh tế địa phương. Hiện tượng san hô tẩy trắng hàng loạt đang diễn ra là sự kiện thứ tư được ghi nhận trên thế giới. Các nhà khoa học cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với đại dương, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp để giảm thiểu khí thải nhà kính và chống lại biến đổi khí hậu. Đây là giải pháp cấp thiết để bảo vệ các dạng san hô nói riêng và hệ sinh thái biển nói chung. Cơ hội việc làm dành cho bạn, Tamda Group liên tục tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. Chi nhánh tổng kho Tamda Hostivice và DC Brno tuyển dụng nhân viên kho, nhật hàng, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Nhân viên văn phòng, sử dụng máy tính thành thạo. Nhân viên lái xe, trung thực, khỏe mạnh, có bằng lái xe và kinh nghiệm lái xe lâu năm là lợi thế.
nhân viên thị trường giao tiếp tốt, am hiểu về mặt hàng Postravini là lợi thế. Tamdafoods Praha cần tuyển nhân viên cửa hàng yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, nhân viên văn phòng sử dụng máy tính thành thạo. Tamdafoods ký cần tuyển nhân viên cửa hàng và nhân viên kho yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Tamda Group ký hợp đồng lao động với người có visa hợp pháp tại Cộng hòa Séc. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo công lập và ngoài công lập. Đây là những điểm mới trong dự thảo luật nhà giáo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo và xin ý kiến. Dự thảo luật nhà giáo có 5 chính sách cơ bản bao gồm định danh nhà giáo, tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo, quản lý nhà nước về nhà giáo. Các chính sách được nêu tại dự thảo nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác. Nội dung nhận được sự quan tâm tại dự thảo luật nhà giáo là vấn đề tiền lương. Dự thảo quy định nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo công lập và ngoài công lập. Cuộc thi viết thư quốc tế do Liên minh Bưu chính Thế giới tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 1971 cho đến nay, dành cho học sinh từ 9 đến 15 tuổi trên toàn thế giới, nhằm giúp các em hiểu hơn về ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này. Vượt qua 1,5 triệu bài viết trên khắp mọi miền đất nước, Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi viết thư toàn quốc lần thứ 53. Thư của Minh hiện được dịch sang tiếng Pháp và gửi Liên minh Bưu chính Thế giới tại Thụy Sĩ để dự thi vòng quốc tế. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học, mẹ là giáo viên dạy văn, từ nhỏ Nguyễn Đỗ Quang Minh đã thừa hưởng chất văn từ mẹ. Yêu thích văn và quan tâm đến cuộc thi viết thư quốc tế nên Quang Minh vô cùng háo hức, mang nhiều ý tưởng với đầy khát vọng cháy bỏng để gửi đến cuộc thi này. Với chủ đề viết thư gửi các thế hệ tương lai kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được thừa kế, Quang Minh đã chia sẻ về việc trẻ em thiếu tình thương. Trong thư gửi cuộc thi viết thư quốc tế, Quang Minh bày tỏ sự lo lắng khi đang ở trong một xã hội nơi công nghệ phát triển, con người càng xa cách nhau và trẻ em dần thiếu thốn sự quan tâm và chăm sóc. Nguyễn Đỗ Quang Minh hiện là thành viên của đội tuyển sử và đạt được nhiều giải thưởng cấp trường. Với Minh, chăm chỉ, nỗ lực hết mình là yếu tố then chốt để thực hiện hoài bão, để trở thành người có ích, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Hãng trang sức lớn nhất thế giới Pandora của Đan Mạch vừa tổ chức lễ khởi công nhà máy Pandora Production Việt Nam với tổng số vốn được đầu tư là 150 triệu đô la Mỹ. Cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận tiện, nguồn nhân lực với tay nghề cao, chính sách hỗ trợ từ chính quyền lớn đã giúp Bình Dương trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của tập đoàn Pandora. Theo CEO kiêm chủ tịch tập đoàn Pandora, Bình Dương và khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3 có cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi, giúp các sản phẩm của Pandora dễ dàng xuất khẩu đến các thị trường trên thế giới. Việc đầu tư nhà máy sản xuất tại Bình Dương nằm trong mục tiêu đưa tập đoàn Pandora trở thành nhà sản xuất chuyên về trang sức lớn nhất trên thế giới, giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động và nghệ nhân. Nhà máy Pandora Việt Nam sau khi hoàn thành vào năm 2026 sẽ được sử dụng 100% năng lượng tái tạo để vận hành, đảm bảo lượng phát thải carbon thấp nhất. Nhà máy Pandora Việt Nam dự kiến vận hành từ quý 1 năm 2026 với công suất lên đến 60 triệu món đồ trang sức mỗi năm. Hầu hết sản phẩm sản xuất tại Việt Nam sẽ được xuất khẩu. Tại nhà hàng Ten Ten của một chàng trai gốc phố cổ ở New York, những chiếc bánh mì mang tên The Hanoian ngày nào cũng được bán nhiều nhất. Đến đây bạn sẽ được chính tay ông chủ phục vụ những món ngon mà ở Mỹ bạn chỉ có thể tự làm tại nhà, được thưởng thức những chiếc bánh mì bát phở bò sốt vang, phở áp chảo, bát bún mang gà hay bún thang của người Hà Nội cổ. Ngay từ khi định cư tại New York vào năm 2018, chàng trai gốc phố cổ Hà Nội Trần Đức Lâm thuộc thế hệ Gen Z đã nung nấu ý tưởng mở một nhà hàng chuẩn vị Hà Nội. Đức Lâm đã tự tay làm pate, tương ớt, làm thịt xá xíu, chế nước sốt cho bánh mì theo công thức chuẩn vị Hà Nội. Từ khi thuê được mặt bằng kinh doanh cho đến khi khai trương cửa hàng cũng mất đến gần 1 năm để hoàn tất các thủ tục nơi đây. Mới mở cửa hàng chưa được 1 tháng, nhưng những chiếc bánh mì đặc biệt nhất mà Lâm đặt tên là The Hanoian ngày nào cũng bán được nhiều nhất. Các món ăn tại nhà hàng Ten Ten được giữ nguyên hương vị của ẩm thực Hà Nội, không gia giảm để cân bằng giữa ẩm thực Nam Bắc hay dung hòa vị giác giữa khách Tây với khách ta như các nhà hàng Việt Nam khác tại Mỹ vẫn làm. Có lẽ vì thế mà Ten Ten là địa chỉ duy nhất mà các bạn có thể thưởng thức được chiếc bánh mì chỉ có pate, xá xíu hay một bát phở chuẩn vị Hà Nội với quả trứng trần và đĩa quẩy nóng. Điều mà những tín đồ của phở Hà Nội sống trên đất Mỹ chỉ có thể muốn ăn phải lăn vào bếp.
tại New York hay bất kỳ thành phố nào của Mỹ đều có quán phở hay cửa hàng bánh mì Việt Nam, nhưng lại không dễ dàng để tìm được những món ăn chuẩn hương vị Hà Nội không chút lai căng như nhà hàng Tèm Ten của Đức Lâm. Với hướng đi xuất phát từ tình yêu về ẩm thực Hà Nội, hy vọng nhà hàng Tèm Ten của Đức Lâm sẽ góp thêm một cái tên đưa ẩm thực Việt Nam với những món ngon Hà Nội được ưa chuộng nhiều hơn tại New York cũng như các thành phố lớn khác trên đất Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan bắt đầu tiếp nhận giải quyết cấp lại các giấy tờ tùy thân cho bà con người Việt bị ảnh hưởng bởi vụ cháy trung tâm thương mại Mariinska 44 tại Ba Lan. Các loại giấy tờ như bản sao, giấy khai sinh, hộ chiếu có ý nghĩa quan trọng đối với việc ổn định cư trú và làm việc hợp pháp của bà con ở sở tại. Sau khi được cấp các giấy tờ này, bà con sẽ có cơ sở để liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xin cấp lại giấy tờ cư trú, giấy phép lao động, kinh doanh, v.v. Đại sứ quán đã tiếp nhận xử lý gần 150 bộ hồ sơ liên quan xin cấp lại hộ chiếu giấy khai sinh. Đối với hộ chiếu do đại sứ quán cấp và còn đầy đủ thông tin hồ sơ lưu trữ, đại sứ quán sẽ in cấp lại tại chỗ cho bà con. Đối với những hồ sơ cấp ở cơ quan chức năng trong nước hoặc đơn vị lãnh sự nước khác, đại sứ quán tiến hành tiếp nhận hồ sơ và sẽ trao đổi phối hợp xác minh và sẽ trả kết quả trong thời gian nhanh nhất. Tất cả các thủ tục hồ sơ đều được đại sứ quán giải quyết cấp lại miễn phí. Đại sứ quán cũng đã tiếp nhận các đề nghị của bà con liên quan cấp lại giấy tờ cho phía cơ quan chức năng Ba Lan. Đại sứ quán sẽ thống kê tập hợp và trao đổi với phía Ba Lan nhằm tạo điều kiện giải quyết cấp lại cho bà con, đảm bảo điều kiện sinh sống làm việc hợp pháp của bà con ở sở tại. Đại sứ quán dự kiến sẽ tiếp tục mở thêm các buổi tiếp giải quyết thủ tục lãnh sự cho bà con bị ảnh hưởng bởi vụ cháy trung tâm thương mại Mariinska 44 trong những ngày tới nhằm hỗ trợ tối đa nhanh nhất giúp bà con ổn định lại cuộc sống công việc sau sự cố. Vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.